nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng và tình yêu của Thiên Chúa ở cùng tất cả mỗi một người chúng ta. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 thứ ba tuần 34 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 21 từ câu 5 tới 11 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bây giờ các ông hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng: chính ta đây và thời gian đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bây giờ người phán cùng ông rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta không khỏi bàng hoàng lo sợ khi nghe những lời cảnh cáo nghiêm trọng của Chúa Giêsu mà đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại cho chúng ta. Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đây sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Những lời cảnh cáo này của Chúa Giêsu có một sự tương phản của cái gọi là nền văn hóa tiến bộ vô hạn của nhân loại. Vì theo cái nhìn của một số nhà lãnh đạo khoa học kỹ thuật cho rằng quá trình tiến hóa của nền văn minh thì không ai có thể ngăn cản và làm sụp đổ được. Như chúng ta đã được biết, trên thế giới này luôn có những người đạo phá giáo hội. Họ phá rối giáo hội bằng những học thuyết sai lầm để dụ dỗ chúng ta, nhiều lúc làm cho con người chúng ta hoang mang, lo lắng, sợ hãi, làm cho chúng ta bị lung lạc niềm tin vào Chúa, và có khi làm chúng ta mất cả đức tin nữa. Vì thế Chúa đã nói với chúng ta rằng: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng chính ta đây và thời gian đã gần đến. Các con chưa đi theo chúng, theo Tin Mừng Thánh Luca chương 21 câu 8. Thưa các bạn, đây là tất cả những gì mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta. Ngài là đứng đã đến để làm chứng cho sự thật. Ngài là đứng xác nhận rằng những ai ở trong sự thật thì sẽ nghe thấy tiếng Ngài. Mỗi khi chúng ta ở trong sự thật của Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị ngã quỵ trước những sai lầm. Và một khi chúng ta có Chúa ở với chúng ta rồi, chúng ta không có sợ bị chi phối bởi những tai ương hoạn nạn. Chúng ta hãy dựa vào Chúa, trung thành và thực hành các nhân đức, cũng như chu toàn các công việc Chúa trao phó, trong vai trò là một người đệ tử trung thành tỉnh thức chờ Chúa đến. Chắc chắn không ai trong chúng ta có thể biết trước được những gì xảy đến cho chính mỗi cá nhân chúng ta cũng như cho toàn thể thế giới này. Nếu có đi nữa thì chỉ có những kẻ đi theo chủ nghĩa duy vật vô thần, phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa, và họ dường như muốn chiếm hữu Thiên Chúa để giành được quyền biết điều đó. Họ cố gắng cũng muốn biến chúng ta thành những kẻ khờ khạo, ngơ ngẩn.
Họ từ chối sự hữu hạn và sự yếu đuối vốn thuộc về bản chất của con người để lừa dối chúng ta. Thưa các bạn, còn chúng ta, những người bước theo Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta hãy tin vào những lời mà chính người đã nói với chúng ta. Hãy cẩn thận kẻo bị lừa, theo tin mừng Thánh Luca chương 21 câu thơ. Và đồng thời Ngài cũng bảo đảm với chúng ta rằng chính ta đây và thời gian đã gần đến. Vì vậy các con chớ đi theo chúng. Thưa các bạn, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một mặt chúng ta còn thời gian để chuẩn bị, để sửa đổi, để chúng ta được cứu rồi. Và mặt khác, ngày tận cùng chắc chắn sẽ đến. Vương Chúa Giêsu sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Thánh Kinh. Thiên đoàn, chúng ta hãy lắng nghe lời. Nếu các con kiên định, các con sẽ được sự sống, theo tin mừng Thánh Luca chương 21 câu 19. Sau đây chúng ta cùng cầu nguyện lại Chúa Giêsu xin cho mọi người chúng con biết tỉnh thức và sẵn sàng. Vì không ai trong chúng con có thể biết được ngày nào giờ nào Chúa đến. Và xin Ngài ban ơn cứu rỗi cho mỗi người chúng con. Amen. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.